Năm 2023 chứng kiến nhiều tác phẩm thất bại của màn ảnh Hoa ngữ, ngay cả các đỉnh lưu hay tiểu hoa lưu lượng cũng không thoát khỏi việc có những bộ phim dở tệ. Dưới đây là danh sách 10 bộ phim truyền hình Hoa ngữ gây thất vọng nhất và nhận về nhiều đánh giá tiêu cực nhất trong năm 2023. Đứng ở vị trí thứ nhất là Chuyển giác Chi Luyến. Sẽ không có tác phẩm nào gây thất vọng và có điểm thấp như Chuyển giác Chi Luyến trong năm 2023 này. Đây là dự án đánh dấu màn kết hợp giữa Hoàng tử X Minh Đạo và Tưởng Văn Lệ. Phim khai thác chuyện tình cảm tuổi trung niên giữa hai nhân vật chính đã có con, song lại gây sởn gai ốc vì học theo mô típ ngôn tình thiếu niên. Nhiều tình huống của phim quá gượng gạo, xến sẩm và bị khán giả chê là dầu mỡ. Chuyển giác Chi Luyến khi lên sóng thì chẳng ai hay biết, chỉ đến khi mở điểm đô ban với con số thấp không tưởng thì mới gây bão trên mạng. Thật sự không hiểu vì sao Tưởng Văn Lệ và Minh Đạo lại đủ can đảm để đóng Chuyển giác Chi Luyến, để rồi bị chê trung niên mà vẫn đóng phim thần tượng. Chưa kể diễn xuất của cả hai diễn viên có nhiều thâm niên như Tưởng Văn Lệ và Minh Đạo trong Chuyển giác Chi Luyến lại còn vô cùng cay mắt, khiến khán giả không dám nhìn thẳng. Thứ hai là bộ phim Hậu Lãng, do Triệu Lộ Tư đóng chính. Dù mang danh là phim chính kịch, nhưng chất lượng của Hậu Lãng tệ đến mức không từ nào có thể hình dung ra được. Biên kịch đã viết cho Hậu Lãng một kịch bản phim giống như là phim thần tượng sáo rỗng với một loạt các tình tiết nhảm nhí. Hậu Lãng dù là phim về đề tài y học cổ truyền và có diễn viên thực lực Ngô Cương góp mặt nhưng cũng nhận nhiều chỉ trích về kịch bản vô duyên, thiếu logic và bôi nhọ ngành y. Diễn xuất của Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu trong phim bị chê lố lăng, dầu mỡ, tính cách của nhân vật gây khó chịu. Cũng vì thế không có gì khó hiểu khi Hậu Lãng bị chấm điểm thấp trên đô ban. Thứ ba là bộ phim Kiệu Hoa Hỷ Sự. Kiệu Hoa Hỷ Sự là tác phẩm làm lại từ tác phẩm kinh điển Lê Nhầm Kiệu Hoa, được trông như ý năm 2000. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ Điền Hy Vi, Ngo Thụy Bằng, Bạch Băng Khả và Triệu Thuận Nhiên. Tuy nhiên sau khi lên sóng, Kiệu Hoa Hỷ Sự đã bị chê mạnh vì dàn diễn viên vừa kém sắc vừa kém tài, thua xa bản gốc. Ở bản phim cũ, nhân vật Đỗ Băng Nhạn sở hữu vẻ đẹp chim sa cá lặn, vừa vén khăn lên đã khiến Ngọc Hồ ngỡ ngàng. Tuy nhiên, tình tiết này ở bản mới lại khiến người xem mất hứng vì Bạch Băng Khả không chỉ có nhan sắc bình thường mà trạng thái còn không được tốt. Đỗ Băng Nhạn trong Kiệu Hoa Hỷ Sự bị nhận xét là có hốc mắt sâu, nhìn rất mệt mỏi, lộ khoảng cách tuổi tác với Lý Ngọc Hồ. Ngo Thụy Bằng cũng bị nhận định không có cảm giác nam chính, không chỉ kém sắc mà anh còn diễn xuất ra nét lưu manh hơn là một vị công tử nho nhã, thua kém quá nhiều với nữ chính Điền Hy Vi. Thứ tư là Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, do Dương Dương và Vương Sở Nhiên đóng chính. Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi là phim ngôn tình được chuyển thể từ tiểu thuyết Một Tòa Thành Đang Đợi Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy. Nội dung xoay quanh câu chuyện tình yêu trắc trở của nữ bác sĩ Hứa Thấm, Vương Sở Nhiên và anh chàng lính cứu hỏa Tống Diệm, Dương Dương. Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi được đánh giá trên trang Douban với điểm số ban đầu khá thấp là 4.1, nhưng sau đó liên tục tụt điểm và hiện tại chỉ còn 2.8. Dù nam nữ chính đều sở hữu ngoại hình xuất sắc, nhưng nhân vật của họ trong phim lại không được cư dân mạng đánh giá cao. Phim liên tục bị chỉ trích vì những tình tiết vô lý, sai kiến thức cả về pháp luật lẫn y tế. Hình tượng nữ chính và nam chính không được nhận xét tích cực. Nam chính Tống Diệm do Dương Dương diễn, bị chê là thích làm màu, luôn tỏ ra ngầu, không phù hợp với hình ảnh lính cứu hỏa. Nữ chính Hứa Thấm do Vương Sở Nhiên đảm nhiệm trở thành cô gái chỉ biết yêu mà không quan tâm tới tình thân. Sự phẫn nộ của khán giả dành cho bộ phim nhấn chìm danh tiếng của Dương Dương và Vương Sở Nhiên. Cả hai bị tẩy chay trong nhiều bài viết, chủ đề. Vương Sở Nhiên còn đánh mất quảng cáo do danh tiếng bị ảnh hưởng. Ở vị trí thứ 5 là bộ phim An Lạc Truyện. An Lạc Truyện được chuyển thể từ tiểu thuyết Đế Hoàng Thư của Tinh Linh với sự tham gia của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn. Cốt truyện xoay quanh nhân vật cuộc đời Đế Tử Nguyên, Địch Lệ Nhiệt Ba, vốn sinh ra trong gia đình cao quý, khai quốc công thần. Về sau do gia tộc gặp phải biến cố, rơi vào cảnh diệt môn, cô phải lên núi sống. Lớn lên, Đế Tử Nguyên đổi tên thành An Lạc, che giấu thân phận để điều tra sự thật, đòi lại công bằng cho gia tộc. Trong quá trình đó, cô tái hợp với vị hôn phu có hôn ước từ nhỏ, Thái tử Hàn Diệp, Cung Tuấn. Lúc chưa ra mắt, phim được kỳ vọng rất lớn vì quy tụ được cả ba lưu lượng là Địch Lệ Nhiệt Ba, Cung Tuấn và Lưu Vũ Ninh. Nhưng đến khi lên sóng, An Lạc Truyện khiến khán giả ngán ngẩm với nội dung được cải biên quá mức so với nguyên tác, còn theo hướng tiêu cực. Nam phụ kém nổi hơn, tạo hình xấu nhưng chiếm hết đất diễn của cặp đôi chính. Danh tiếng của Địch Lệ Nhiệt Ba, Cung Tuấn và kết thúc có hậu của phim không thể cứu nổi tỷ suất người xem bết bát. Thứ 6 là bộ phim Trọng Tử, mang danh là Hoa Thiên Cốt 2.0 nên nhiều dân mạng từng kỳ vọng Trọng Tử sẽ làm nên chuyện. Đáng tiếc, Trọng Tử chẳng thành công như kỳ vọng mà còn rơi vào cảnh flop thê thảm, phim chỉ đạt 4.8 điểm trên Douban. Theo khán giả, nguyên nhân dẫn đến sự dở tệ của Trọng Tử trước tiên đến từ kịch bản không có gì mới mẻ,
lại càng không có thêm các tình tiết kịch tính để thu hút khán giả. Tiếp theo là do diễn xuất của Dương Siêu Việt, cộng đồng mạng bình luận rằng dù vai nam chính của Từ Chính Khê có đẹp trai hay diễn hay đến cỡ nào, thì cũng không cứu được nội dung sáo rỗng phim cũng như kỹ năng diễn xuất tệ hại của nữ chính. Xếp thứ 7 là bộ phim Người trong mộng Xuân Khuê, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Bạch Lộc Thành Song. Bộ phim Người trong mộng Xuân Khuê kể về câu chuyện từ ghét thành yêu của cặp vợ chồng hữu danh vô thực Ninh Ngọc Hiên, Đinh Vũ Hề và Nhiếp Tăng Du, Bành Tiểu Nhiễm. Phim đạt 5,7 điểm Duben. Lý do cư dân mạng không thích là hóa trang nhân vật quá trải chuốt, tạo cảm giác đơ cứng, thiếu tự nhiên. Bên cạnh đó, khán giả nhận xét phim có nhiều tình tiết bất hợp lý, thiếu thực tế. Ở vị trí thứ 8 là Mộ sắc tâm ước của Nhậm Gia Luân và Angela Baby, được chuyển thể từ tiểu thuyết Chỉ vì hoàng hôn khó tìm của Ngự Tình Phanh Hương. Mộ sắc tâm ước xoay quanh câu chuyện của biên kịch trẻ Kỳ Liên Sơn, Nhậm Gia Luân và nhà tư vấn tâm lý nổi tiếng Lưu Hà, Angela Baby. Họ vô tình ở ghép chung nhà và không có thiện cảm với nhau từ đầu. Tuy nhiên, trải qua những ngày tháng sống chung, họ dần gần gũi và mở lòng hơn với nhau. Theo khán giả, dù diễn xuất của Nhậm Gia Luân linh hoạt nhưng không thể gánh nổi một Angela Baby với diễn xuất vừa đơ vừa chán, còn đọc thoại thì như trả bài. Bên cạnh đó, nội dung phim cũ kỹ, nhạt nhẽo và kiên cưỡng. Xếp thứ 9 là phim Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chuyển thể từ bộ truyện cùng tên của tác giả Ngã Cật Tây Hồng. Phim kể về Đông Bá Tuyết Ưng, Hứa Khải, chàng trai mang trong mình dòng máu đặc biệt, có hoàn cảnh bất hạnh. Trong hành trình tu luyện bí thuật, anh có duyên gặp gỡ Dư Tĩnh Thu của Lục Na Chát, là hậu duệ của thần tộc. Trải qua nhiều phen sinh tử, họ yêu nhau và kết thành phu thê, sát cánh chiến đấu với ma tộc. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ là tác phẩm chuyển thể tiếp theo khiến khán giả thất vọng vì nội dung xưa như trái đất, các tình tiết trong phim thì không hề có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Một điểm trừ khác nữa chính là diễn xuất của nam nữ chính, cả hai diễn xuất đều khá hời hợt, vì thế cũng không thể tạo ra được phản ứng hóa học với nhau. Xếp thứ 10 là Trần Duyên, một bộ phim khác nữa của Angela Baby. Nếu các tác phẩm trên còn ít nhiều có sự tham gia của diễn viên thực lực, từng được mong chờ trở thành phim có chất lượng tốt, thì Trần Duyên của Angela Baby ngay từ khi khai máy đã bị nghi ngờ sẽ là một dự án thất bại. Bộ phim Trần Duyên của nữ diễn viên có kỹ xảo hình ảnh khá tốt, nội dung phim bị đánh giá là nhàm chán, không có điểm thu hút. Angela Baby diễn đơ cứng thiếu tự nhiên, còn nam chính Mã Thiên Vũ có nhiều biểu cảm khoa trương, quá lố. Trên trang đánh giá Duben, phim chỉ nhận được 4.5 điểm. Theo bạn đâu là bộ phim khiến khán giả thất vọng nhiều nhất trong năm 2023 này? Hãy để lại bình luận để chia sẻ ý kiến của bạn nhé! Đừng quên like video cũng như đăng ký kênh Cbiz Phim để xem thêm nhiều video thú vị khác nữa nha! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. See you!